Chào mọi người, hôm nay là clip giới thiệu với anh em cô chú một số món hàng bớp cá sấu, gia đình cá sấu về rồi nha mọi người. Rồi anh em hỏi nhiều mà đặt hàng nó khó khăn quá. Rồi, như thường lệ trước khi đi vào nội dung chính thì nói về cái hình thức bán hàng và giá của từng sản phẩm nha mọi người. Về hình thức bán hàng thì mình bán hàng là ship COD hay là chuyển khoản đều được hết nha mọi người. Có nghĩa là anh em nào mà ở vùng sâu vùng xa không có điều kiện chuyển khoản, hoặc là mình không có xài cái tài khoản trên điện thoại á, thì mình ship COD bình thường. Nói chung là không có quan trọng vấn đề đó. Điều quan trọng nhất là anh em xem thật kỹ nội dung, hình thức, công dụng của từng món hàng trước khi quyết định đặt hàng. Đó, mình xem kỹ rồi suy nghĩ thật kỹ xem món hàng đó có phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm của mình hay không, rồi hãy liên hệ đặt hàng. Xem kỹ, suy nghĩ kỹ rồi bàn với gia đình, rồi hãy đặt hàng nha mọi người. Điều đó mình nói hoài nhưng mà cũng có một số trường hợp là cũng chưa có suy nghĩ kỹ. Rồi về hình thức bán hàng là như thế. Còn về cái giá thì giá bán của tất cả sản phẩm đã bao gồm phí vận chuyển hết. Đã bao gồm phí vận chuyển hết nha mọi người. Và trong quá trình vận chuyển thì hiện tại dịch, do dịch, hàng lúc trước dịch nó còn tồn rất là nhiều, đơn vị vận chuyển xử lý chưa có hết, cho nên là hàng đi chậm. Anh em mong anh em thông cảm vấn đề đó nha. Hàng nó sẽ đi chậm. Rồi, về hình thức bán hàng và cái giá của sản phẩm là như thế. Còn về cái quỹ lá lành đùm lá rách thì hôm trước mình công bố được số tiền là 4.850.000 đồng. Clip vừa rồi thì mình bán được 20 đơn hàng, mỗi đơn hàng mình trích ra 5.000 đồng từ lợi nhuận là được 100.000 đồng. Lũy kế đến ngày ngày hôm nay á là 4.850.000 cộng với 100.000 đồng là 4.950.000 đồng. Quỹ đến thời điểm hiện tại là được 4.950.000 đồng nha mọi người. Bắt đầu cái mã số 1 nha. Mã số 1 là một cái máy bắn cồn của mọi người, để mình vệ sinh sát khuẩn tay á. Đó. Này nó để sử dụng sạc bằng cục sạc điện thoại của mình, sạc USB nè. Rồi thông số gì nói chung tiếng Anh không mà, sản xuất ở Trung Quốc nha, khỏi phải bàn cãi gì nữa. Máy này của Trung Quốc. Giá của nó là 250.000 đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. 250.000 đã bao phí vận chuyển luôn. Nó đã bao gồm phí vận chuyển. Bên trong thì nó đơn giản thôi, gồm một cái máy và một cái dây sạc chứ không có cục sạc nha mọi người. Về anh em phải lấy cái cục sạc điện thoại á, mình có cái cổng Type-C nè, thì mình xài cái dây dài sẵn của mình á, khỏi gắn, tại cái áp này nó rất là ngắn. Hoặc là xài bằng cục pin sạc dự phòng cũng được, nhưng mà cáp này nó rất là ngắn nha, cho nên là anh em phải về có cáp sạc điện thoại sẵn thì mình sạc. Ghim thì ghim ở dưới này nè, ghim vào đây để mình sạc. Khi mà mình ghim sạc á thì đèn chỗ này nè, nó có chữ này là có nghĩa dịch ra nghĩa là sạc nè, nó sẽ chớp 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 quậy đó, màu đỏ nó chớp, khi nào mà nó đầy là nó ngưng chớp. Còn cái này là tốc độ nhanh, chậm và nhanh. Rồi nó có đơn giản này thôi nha mọi người. Rồi cái bình này thì bình bằng nhựa nha, bình bằng nhựa chứ không phải là thủy tinh. Mình nhìn mình tưởng thủy tinh không mà sợ nó bể, nhưng mà nó bằng nhựa. Mở ra đổ cồn vào đây rồi lắp lại, cái đó là cái vòi hút của mọi người, rồi mình dặn vô đổ thì đừng có đổ đầy quá nha mọi người. Đổ đầy mình sẽ khó dặn, tại khi mình đổ vào rồi thì mình phải để như thế này để mình dặn. Rồi cách sử dụng thì mình bấm giữ, nó mở lên đó, này nó hết pin. Hết pin
đó, bấm giữ thì nó sẽ chạy. Giống như hiện tại là cái này nó hết pin nè, pin thì không biết có bền hay không nha mọi người. Có cái mình đang đang xài nè, nhà đang xài nè, pin không biết có bền hay không, tại vì mình sạc đầy cái lâu lâu mới bắn cái thì mới xài thôi, mới xài ngày hôm qua dưới nay thôi, mới có bắn mấy cái thôi nó chưa hết pin. Còn khi nào mình xài hết pin hoặc là pin nó chai thì có thể là mình lấy cục sạc điện thoại mình ghim trực tiếp mình xài hoài luôn. Đó, đây mình bấm cái nè là nó bắn ra nè. Đó, mình gỡ, bấm nhấn thêm cái nữa là tốc độ nhanh, rồi nhấn thêm cái nữa là tốc độ nhanh hơn nữa. Đó, rồi nhấn cái nữa là nó tắt, lâu lâu mới nhấn một cái cho nên là nó chưa có hết pin. Rồi cái máy này sử dụng đơn giản vậy thôi, giá của nó là giá của nó là 250 nha mọi người, mã số 1 250.000 đã bao phí vận chuyển luôn. Tiếp theo là mã số 2 nha, mã số 2 giá 400 đã bao phí vận chuyển luôn, 400.000 đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Một cây kéo cắt gà nha mọi người, cái này anh em có xài rồi phản hồi là xài tốt nha, phản hồi là xài ngon. Đó, cái này nó đóng bụi đóng dơ rồi, về anh em rửa lại. Này nó để là SK5 này nha mọi người, Shiki SK5. Tất cả anh em mình thấy rất nhiều người luôn bán trên Facebook hoặc là trên YouTube nè, Zalo gì đó, người ta quảng cáo là hàng Nhật chính hãng, hàng Nhật xịn. Nhưng mình theo mình nghĩ là cái này là nó hàng Trung Quốc hoặc là Đài Loan gì đâu nha mọi người, chứ không phải là hàng Nhật, tại vì hàng Nhật không bao giờ có giá này mọi người. Tại theo kinh nghiệm mình bán hàng nhiều mình biết hàng Nhật là không bao giờ có cái giá này vậy, giá nó rất là cao. Hàng Nhật là một cái, nếu như một cái kéo cắt gà mà nó xịn sò như thế này thì xịn sò như thế này thì giá nó sẽ rất là cao, nhưng mà quan trọng là nó xài ngon nha mọi người, xài rất là ngon. Mã nó dài là 10 20 25,5. Cây xịn sò gì, nếu mà đồ của Nhật xịn á, là không dưới 1 triệu đâu nha mọi người, không dưới 1 triệu. Quên giới thiệu với anh em, mình xài cắt gà thì mình cắt đồ mềm là cắt ở đây nha, còn đồ cứng là mình nhét vô cái lỗ này nè, mình đem đi, mình không xài cắt gà thì mình lấy đi cắt cành cũng được, cắt mấy cành nhỏ nhỏ, cắt mấy cành nhỏ nhỏ mình đưa vô lỗ này nè, quất nó, cắt mấy cành nhỏ nhỏ là ngon lành nha mọi người. Rồi với lại nó là thép không gỉ nữa, mình xài mình kỹ kỹ là nó không có xét nha mọi người, nó không có bị xét, nó không có bị đen, cho nên là anh em cứ yên tâm xài và ta xài rất là ngon. Có anh em phản hồi rồi nha mọi người, mua rồi mình mua thêm nữa, cái này mình còn một bộ duy nhất thôi, và chắc cũng đến đợt lấy hàng. Ví dụ anh em nào mà có mua thì mình sẽ đi lấy hàng về giao, thì cái đó là nó hơi chậm một tí, còn anh em nào mua trước thì mình sẽ giao bộ này nha, còn có anh em nào đặt thêm thì mình sẽ đi lấy thì sẽ giao cho anh em, nó chậm hơn tí. Rồi tiếp theo là cái kéo nó cũng để SK5 nè, da băng nè, nhưng mà mình cũng nói rồi nha mọi người, hàng theo mình nghĩ kinh nghiệm bán thì cái này không phải hàng da băng nha, mà cái kéo này thì nó rất là bén, nó bén lắm, độ bén anh em cứ yên tâm, còn xài lâu ngày thì không biết như thế nào nha, mới là nó rất là bén, xài ngon trong tầm giá nha. Cái kéo và cuối cùng là cái dao. Cái dao dao chặt nha mọi người, cả hộp luôn rồi nó nặng khoảng 1 kg mọi người. Cả hộp luôn nó nặng khoảng 1 kg. Cũng để si kia vô băng nè. Rất là nặng, cầm là nặng tay lắm, chặt là ngon lành. Nhà mình có xài rồi nha, cho nên là mới giới thiệu với anh em, đã xài thử rồi. Dài khoảng 20, bản lưỡi thì khoảng hơn 10, chỗ nào to to hay là khoảng hơn 10 tí. Cầm nặng tay lắm. Cây dao không là khoảng 800 gram. Có luôn hộp là khoảng 1 kg. Shiki da băng rồi, nó để mắt in da băng luôn à. Nhưng mà mình đã nói rồi nha, nó không phải là hàng da băng nha mọi người, theo mình nghĩ vậy thôi, còn người ta bán người ta quảng cáo là hàng Nhật xịn, theo mình nghĩ nó hàng Đài Loan Trung Quốc.
nhưng mà nó xài ngon chứ không phải là không ngon, nó xài rất là đã. Nhà đang xài nó không có bị gỉ sét nha mọi người, xài xong rồi có cái lỗ rồi mình máng lên nó không bị gỉ sét, chặt đồ là tại vì nó nặng á, chặt rất là đã, rất là nặng luôn. Rồi khi mình giao hàng cho anh em thì mình để vào ở trong cho nó gọn nha, như thế này vậy nè, rồi mình đẩy cái nắp lên chứ không thôi nhiều khi anh em nói ủa sao giao có cây dao không à. Rồi mã số 2 nha mọi người, giá 400 bao phí vận chuyển luôn, 400.000 bao phí vận chuyển luôn, siêu rẻ nha. Mã số 2 nha, 400k đã bao phí vận chuyển luôn. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 nếu như anh em không lấy cây dao thì anh em lấy cái kéo cắt gà và cái kéo này thì giá nó là 200. Do cái mã số 2 là anh em mua mình bán nguyên combo vậy đó, anh em mua cho nó rẻ. Nó không tốn phí vận chuyển chứ nó không có tốn công gối á. Còn mua lẻ vậy thì nó sẽ hơi mình so ra thì tại vì cây dao là bán cây dao lẻ không là nó tới 250 lận. 250 mà cái đó 400 tính ra hai cái này có 150. Tính vậy là không có được nha mọi người. Tại vì mình tách ra nó tốn phí vận chuyển rồi nó tốn công gối nữa, cho nên là anh em mua như vậy là 200 nè, mã số 3. Còn mua mã số 2 nữa là 400. Giá siêu rẻ nha mọi người, đã bao phí vận chuyển luôn nha. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 thì cái này nó chỉ có một cái thôi nha mọi người. Lấy về hai cái nhưng mà nó chỉ có một cái một cái túi này nè, túi này còn có một cái để vào bán cho anh em luôn. Mã số 4 giá 230.000 đã bao phí vận chuyển, cái bình giữ nhiệt nha mọi người, bình giữ nhiệt 1,5 lít nè. Cái này do là hàng mới cho nên mình cũng không có test cho nên là không có biết nó giữ nhiệt có lâu không nha. Hàng mới thì chắc nó giữ tốt mà không có test thử cho nên là không biết nó được bao lâu. Hàng mới và không phải hàng Nhật nha mọi người, không phải hàng Nhật tại vì nó không để sản xuất ở đâu hết trơn nè, cho nên là không biết hàng ở đâu. Nó này thì mình cứ nghĩ nó hàng Trung Quốc rồi hàng Việt Nam sản xuất gì đi. Nó để là inox 304 nè, đựng được 1,5 lít, inox 304 để đơn giản như thế, còn nó không để mắt in ở đâu, cái hộp nó cũng không có để luôn, rất là chắc chắn nha, đựng được 1,5 lít. Đo cái chiều cao để cho anh em hình dung nó cao bao nhiêu, cao khoảng 28, còn cái đường kính của mình là khoảng 9,8, rất là bóng nha, hàng mới. Nếu như mà cái bình to đùng như vậy mà của Nhật ha, mà nó đẹp như vậy là khoảng 1,5 triệu một cái, không 1,5 triệu thì nó cũng không bao giờ dưới 1 triệu mà mấy bình to là thường thường nó rất là đắt, khoảng 1,5 triệu. Mình nhỏ nhỏ là cũng khoảng 800 rồi, 1,5 triệu thì cũng không bao giờ nó dưới 1 triệu một cái. Còn bình này là chắc Việt Nam hoặc là Trung Quốc gì sản xuất thôi, nhưng mà nó rất là đã nha mọi người, rất là đẹp. Bên trong nó có cái đồ chặn lại nè, có thể mình đựng trà đựng gì đó thì mình lấy cái này mình chặn lại thì mình vẫn rót được nha, vẫn rót nước uống được. Bên trong là nó có cái túi hút ẩm đó. Chỗ hàng mới thì rất là còn rất là đẹp, do mới thì cũng không có test thì nó sẽ ướt ở trong đó, thì hàng anh em mua về thì nó thành đã qua sử dụng rồi cho nên mình không có test thử. Đây có cái quay cầm vậy luôn, 230 nha mọi người, đã bao phí vận chuyển luôn. Anh em nào mà không lấy cái túi này là giá nó là còn 200 nha, 201 chứ, nếu không lấy cái túi là 201, còn lấy cái túi này là 230, đã bao phí vận chuyển luôn nha. Kèm theo cho anh em bỏ vào túi nè, gọn khổ nè. Mình còn một cái nữa, lại lấy về tới hai cái lận,
thì anh em nào không lấy cái túi là 201, còn lấy cái túi là giá nó là mã số 4 là 230, như vậy là 230 nè. Ví dụ anh em lấy một cái rồi còn anh em khác là hết cái này đó, thì mình lấy không có lấy cái túi thì nó sẽ là 201 nha, tại vì không có túi để mà lấy. Mã số 4 230 ngàn nha mọi người. Rồi, tiếp theo là mã số 5 nha mọi người. Hôm nay còn mấy cái bộ dòng mà còn tồn nè, bán giá rẻ cho anh em luôn. Đó, còn đây là cái dòng mới mới lấy về. Hôm nay mấy cái dòng kia là bán giá rẻ nha mọi người. Có tặng độ thêm hoặc là bán giá rẻ xuống để thanh lý cho nó hết rồi mai mốt mình lấy cái khác về nha mọi người. Vòng này vòng đá đá ruby, đá ruby tím tím rất là đẹp nha. Đó. Này nữ hoặc là nam tay nhỏ mà màu này thì chắc nó phù hợp với nữ nhiều hơn. Ừ. Anh em nào mua thì mình sẽ để vào một mớ dây để cho anh em về, ví dụ mình không vừa thì mình lấy ra mình xỏ lại nha. Cái viên lớn nó là khoảng 10 12 ly nè. Viên nhỏ là 8 ly, viên nhỏ 8 ly, viên lớn 12 nha. Cũng cái chiều dài của nó là chiều dài cũng 12 luôn mọi người. 12 luôn. Rộng nó cũng 12 luôn. Đó, còn viên nhỏ là 8. Rất là đẹp nha. Đếm viên lớn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 viên. Rồi viên nhỏ thì 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8, viên nhỏ 10, viên lớn 10 nha. Rất là đẹp, nam thì tay nhỏ, nữ thì tay hơi to to một tí. Tay nhỏ thì đeo nó hơi lỏng thôi. 300 ngàn nha mọi người, mã số 5, giá 300, đã bao phí vận chuyển, đá ruby, phong thủy nha mọi người. Ruby thì thường thường nó rất là đắt tiền. Mình bán đá thì là giá nó rẻ, thấy nhiều người bán giá cao lắm nha mọi người. Rồi tặng kèm cho anh em cái cọng dây, mấy này lấy ra là chủ yếu là nó còn nè, mấy này mình cũng mua chứ không phải là tự nhiên mà có nha mọi người. Dây này mình mua cũng cả 100 ngàn nhưng mà mình thấy nó không đẹp, nó bằng xương nè, chỗ này bằng sừng nè, cái này sừng nè, ở đây là xương nè. Mấy viên nhỏ nhỏ này như bằng sừng ấy vậy đó. Dây chuyền nha, tặng kèm cho anh em cái này luôn. Mình tại thấy không đẹp rồi bán là sẵn làm coi như là quà tặng kèm theo luôn mọi người, để tự mình cảm thấy không đẹp thôi, nhưng mà nhiều khi những anh em khác mình ta thấy đẹp. Vốn nó không 100 ngàn á. Mã số 5 nè, giá 300, đã bao phí vận chuyển, tặng kèm cho anh em này luôn. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 là cái vòng đá nâu. Anh em mua thì mình sẽ để dây vào nha. Và hai cái hôm nay cái món nào cũng có quà tặng hết nha mọi người. Vòng đá nâu này bao nhiêu à? Anh em bên mình đó chuộng cái đá mắt hổ nhiều hơn, cho nên mấy đá này nó hơi khó bán. Đá mắt hổ mà phải tầm khoảng từ 12 ly trở lên đó là rất là dễ bán. Này 10 ly, 10 ly với lại đá này nó hơi khó, nhưng mà đá này mua rất là đắt tiền chứ không phải rẻ nha. Đá nâu. Đó, cái này là 10 ly nè. Nam vẫn đeo được hoặc là về mình cho con mình đeo. Con mình đeo thì mình xỏ lại hoặc là mua về cho vợ, người yêu gì đó, tặng người yêu đó, về mình xỏ lại cho nó vừa lại. Thì cái này nó có 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 viên, viên lớn không đếm nè. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 cộng với viên lớn nữa là 20 viên. Này dòng này rất là đẹp luôn á. Rồi cộng thêm hai cái dòng này, hai dòng pha lê. Đó, pha lê này thì chắc cũng tầm tầm 10 ly quá, cũng 10 ly luôn mọi người. Hai vòng rất là đẹp nha, màu này thì màu vàng hơn, màu này nó trà trà, giống như màu trà vậy, lợt hơn màu trà tí. Cũng 10 ly luôn, này nữ đeo rất là đẹp luôn, lên tay là cực kỳ đẹp mọi người. Tay mình thì lên không đẹp rồi. Này 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
nó khoảng 20 viên, 19 20 viên gì đó. Rất là đẹp nha mọi người. Hai cái này mà mua cho bạn gái đeo lên là cực đẹp luôn mọi người. Hôm nay bán giá thanh lý. Đó, ngoài ra còn tặng cho công dây chuyền này không biết nó bằng cái gì nè. Đó, tặng cho anh em luôn. Nó không có đóng bạc thì chắc ăn là không phải bạc, mà không phải bạc thì mới tặng nha mọi người. Chứ bạc thì nó rất là đắt tiền, đâu có tặng được. Đó, cái mặt thì nó đính mà ba viên đá này nè. Nhìn nó y chang như bạc vậy. Rồi, mã số 6, 300 bao phí vận chuyển luôn. Bán giá này là lỗ tột quần luôn. Nhưng mà mình vẫn bán mọi người. Nói chung buôn bán là vậy đó. Chứ mình đâu có để nó tồn hoài được. Bán thanh lý để mình lấy hàng mới về phục vụ cho anh em. Chứ để nó đăng tới đăng lui hoài thì đâu có được, đúng không? Cho nên là những cái hàng còn tồn kho, thứ nhất là có thể là bán giá lỗ vốn cho anh em để em lấy hàng mới về, coi như là tri ân khách hàng đã ủng hộ. Anh em nào thấy nó giá rẻ thì mình mua được giá rẻ thì coi như là vừa bán mình vừa tặng. Rồi, mã số 6, 300, đã bao phí vận chuyển. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 này thì 250 luôn, 250 đã bao phí vận chuyển. 250 ngàn đã bao phí vận chuyển. Cái dòng này nè, lúc trước mình mua là trong cái đợt hàng trước. Cái dòng này không là 250 ngàn mọi người. Đá mắt hổ nè, màu xanh nè. Này 8 ly. Nữ đeo hoặc là mua cho trẻ con mình đeo. Nó khoảng 8 ly rưỡi. Mà tính 8 ly thường thường ta nhìn như thế này ta tính 8 ly. Rất là nhiều viên nha, nó to. Cái này là mua về mình phải xỏ lại nha. Và nữ đeo thì nó đẹp, hoặc là nam tay nhỏ, nhưng mà nữ đeo thì nó phù hợp hơn. Đá mắt hổ màu xanh nè, phong thủy nha mọi người. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 viên. Về mình phải mở ra xỏ lại, mình sẽ kèm theo dây. Còn dưới này là đá mắt hổ. Này là cọc dây đeo cổ, mình không thích thì về mình làm vòng đeo tay nha. Đây nó có 1, 2, 3 viên đá 10 ly nè. Đá mắt hổ rất là đẹp luôn. Đá mắt hổ vàng 10 ly, còn viên nhỏ thì chắc 6 ly. Viên nhỏ 6 ly, viên lớn là 10 ly. Đó, về mình có thể tháo ra để làm vòng đeo tay. Còn không thích đeo tay thì mình đeo cổ nha. Đó, cho ở nhà có trẻ em còn mình mua cho nó đeo cổ cũng đẹp nè, rất là đẹp luôn. Rồi hai cái nha mọi người, hai cái dòng như thế này. Một cái này mình đã mua 250 rồi, đợt hàng đầu tiên mình vào cái lĩnh vực mà bán trang sức á, mua giá nó cao, mình nó là 250 rồi. Sau này thì mua nó rẻ lại một tí. Đá mặt hổ mà mấy cái xe mà nhỏ nhỏ này gì cũng 200 mà. Một cái tặng cho anh em một cái kẹp, kẹp cà vạt mọi người. Kẹp cà vạt. Và cái cọng dây chuyền này không biết gì bằng cái gì mà nó dài vậy. Cái mặt nó chịu phá nè. Về anh em mình thấy làm gì được mình làm nha. Thấy gì phù hợp thì mình làm. Nó bị rối chỗ này. Đó. Cái viên này nó bị thẹo rồi. Viên này loại thường mua. Chắc nó bằng nhựa. Rồi. Cái này tặng thôi. Rồi anh em mua hai cái dòng này không là đủ lời rồi. Giá 250 nha, đã bao phí vận chuyển luôn nha. Tiếp theo là mã số 8. Đây, mã số 8. 200 ngàn, đã bao phí vận chuyển. Này đá gì nè, đá lạ. Đá này không biết cái gì luôn. Nó khoảng 10 ly mà. Hơn 10 ly một tí, nhưng mà tính 10 ly. Thường cỡ này thì người ta kêu là đá 10 ly. Đó. Về xỏ dòng đeo tay đeo cũng đẹp nha.
Rồi một cái dây này là nó bằng sừng nhưng mà có hột thì nó bị chóc chóc rồi, lông ngoài nó tróc, còn hột còn đẹp. Thì anh em về vẫn lấy ra xỏ vòng đeo tay đeo rất là đẹp nha. Đó, và một cái đồng hồ này nó còn chạy nè, hôm trước cái clip trước thì anh em cũng biết rồi đó. Đồng hồ này vẫn còn chạy nha. Và tặng kèm cộng dây chuyền màu vàng, còn màu vàng cũng khá là vàng lắm mọi người, nó mạ lớp bên ngoài còn cũng khá là vàng nha. À, nhìn y chang vàng 18 không, tặng anh em giá 200.000 đã bao phí vận chuyển luôn, mã số 8 nha, giá 200 bao phí vận chuyển luôn. Tiếp theo mã số 9 nha mọi người, mã số 9 nè, cái này không biết là cái gì mà người ta bên Nhật người ta đeo cổ mọi người, vậy mà sao người ta can đảm người ta đeo cũng không biết nữa. Đó, cái này không biết chắc bằng nhựa quá, không biết bằng cái gì nha. Đó, cái vòng đeo cổ nè, không biết sao người ta can đảm người ta đeo nữa, không biết nữa, cái đó không biết bằng cái gì. Cái này cũng vậy nè, cũng đeo cổ nữa nè, không biết nó bằng cái gì, bằng inox hay gì không biết, nó không hết 500. Ừ, nói về quà tặng trước nha. À, có hiệu luôn là mới ghê à. Đó, có đóng hiệu gì đó. Đó, này tặng nha. Rồi cái mã này nè, mã số 9 200.000 luôn, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Rồi một cái vòng tay và cái đồng hồ này cũng còn chạy nha mọi người, về anh em bóp cái này vào là nó chạy. Và đồng hồ này nó không có thương hiệu gì hết á, đồng hồ đó tặng kèm đó. Này khoảng 15 ly nha mọi người, 15 ly đá vòng gỗ, gỗ thủy tùng gì đó. Nói chung là bên Nhật là ta chơi phong thủy dữ lắm, mấy cái vòng này để đeo phong thủy nó gồm có 2 4 6 8 10 12 14 15 viên nha mọi người, 15 viên rồi, giá 200 luôn, đã bao phí vận chuyển luôn. Mấy cái mã trước á, anh em mua về mà mình có con nhỏ nhỏ mình xỏ cho nó đeo cũng đẹp nữa mọi người, mà nó rẻ nữa. Tiếp theo mã số 10, hàng Việt Nam sản xuất nhà 10, túi bao tử hàng loại mới, hàng mới mới chưa sử dụng, giá 350 đã bao phí vận chuyển luôn, giá 350.000 đã bao phí vận chuyển luôn. Đó. À, trước khi đi vào mấy cái túi mới này cho anh em xem, tại vì mình có lướt lướt Facebook thấy nó có bán cái dạng túi này rất là rẻ luôn, cho nên là bấm vào mua thử thì nó bán túi vuông vuông thứ này nè, kiểu dáng cũng y chang gì nè mà nó đẹp lắm, y chang gì nè, nó bán giá hình như là 279.000 bao phí vận chuyển luôn. Rồi mình mới nhắn tin vào mua 5 cái, bây giờ tôi mua 5 cái nhưng mà với điều kiện là nó cho xem hàng, nó quảng cáo, nó nói chung là nó đảm bảo da thật, nó quảng cáo nó nói dữ lắm, đảm bảo da thật 100% cho khách hàng xem hàng thoải mái, 279.000 bao ship. Mình nhắn vô mình mua 5 cái với điều kiện là xem hàng đúng da thật thì lấy, còn không là trả lại, là không nhận hàng. Cái đó là mít lòng trước nặng lòng sau rồi, không cái nó bắt mình phải cọc. À, mua 5 cái là giá trên 1 triệu, hàng trên 1 triệu là phải cọc 30%, cọc 30% tức là khoảng 300 ngàn đó, 30% là mà nó trên 1 triệu rồi là khoảng 300 ngàn, hơn 300 ngàn rồi, đâu có khùng mọi người, mình nhìn là biết nó gạt rồi, nó lừa đảo rồi. Cho nên là bán hàng bán lẻ thì ship code, mà mua 5 cái thì bắt cọc 30% là rồi, cọc 30% về mình kiểm tra không phải là hàng da thật rồi sao mọi người, nó không phải là hàng da thật thì mình đâu có lấy lại 30% đó, mà nó bán hàng trên Facebook là không có liên lạc được như nó nha, nó bán xong là gọi cho nó không có được. Giống như hôm trước mình mua cái dây nịt, mà dây nịt da cá sấu á, mà nó giao dây bằng simili, bằng nhựa mọi người, bằng nhựa tổng hợp, nó đeo thì vẫn bền nha, nhưng mà nó không phải da thật, nó không phải da cá sấu, nó bằng nhựa, đeo thì vẫn đẹp, vẫn cũng cũng bền lắm.
Nhưng cũng cái là nó không phải bằng da mà nó gạt mình, mà dao mình vẫn lấy nha, nó bán cộng dây cá sấu giả mà nó quảng cáo là đảm bảo 100% là cá sấu thật, cho xem hàng thoải mái, mình mở ra không phải da cá sấu, vẫn lấy bình thường, mà sau đó liên lạc để nói chuyện với nó mà liên lạc đâu có được đâu mọi người. Mình đặt hàng mình vẫn lấy bình thường mặc dù nó biết nó là đồ giả, vì nó bán mình thấy rẻ rẻ nhưng mà thực tế nó lừa đảo không à, tại vì nó bán cho khách hàng lẻ, nó chấp nhận bị bơm hàng nha mọi người, nó chấp nhận bị bơm hàng là con cái là khi nó bán rất nhiều người đâu có biết đâu, giao thấy cái túi đẹp quá thì mình nhận hàng thôi, có 200 mấy chục ngàn à, so với hàng da sao mà chỗ này bán nó mắc quá mà sao này bán rẻ quá lấy, nhưng mà thực tế rất nhiều khách hàng đâu có biết da thật da giả đâu, nhận về thì xài thôi, nó chấp nhận, còn những người nào biết thì tỷ lệ trả về nó vẫn lời nhiều nha. À, nói với anh em bao nhiêu thôi để mình cho anh em xem cái mẫu cái túi nó giống y chang như vậy nè, nhưng mà mình đã xóa ở trên này như để chữ Polo, hình dáng nó giống gì nè, nó có ba màu, màu 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 vàng da bò, màu này với màu đen, màu xóa à, nó có chữ Polo trên nó vậy. Còn cái túi này nó cũng dạng vậy nè, nhìn mọi người nhìn nè, nó cực đẹp luôn mọi người đó, nó bán hình như 350, 350 nó cũng dạng giống như túi này vậy nè, túi này thì nè chữ Polo á, nó bán 200, nói chung 208 á, còn này 350, nó cũng cùng một dạng á, simili mà đảm bảo da bò mình mua nhiều là đâu có dám bán đâu, sợ. Rồi quay lại của mình nha, túi này da bò nha mọi người, giá 350 ngàn đã bao phí vận chuyển luôn, mã số 10, 350 đã bao phí vận chuyển nha mọi người đó. Nó có miếng da cho mình thử luôn nè, về mình có thể đốt hoặc là làm gì đó. Phía sau có một ngăn nha, túi bao tử à, này nó dính nè, ép dính 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 cái này, bên ngoài nó phủ một cái lớp bóng mà mọi người, phủ lớp bóng lớp màu đó, để nó bảo vệ, nếu nó dính vào thì nó hay dính này nha. Để em thôi anh em nói mình bán đồ cái gì sao không nói. Một ngăn nha, đây một ngăn nữa nè, là hai ngăn. Mấy túi này mình mua về giá nó vừa rẻ mà mình xài rất là bền, không biết tới chừng nào mới hư gì mọi người. Đó, không biết tới chừng nào mới hư. Bên trong thì một ngăn lớn thôi, dưới ngăn có dây kéo nè, dây kéo còn hoạt động bình thường nha, tại vì hàng mới mà. Đó, Việt Nam sản xuất nha. Rồi đo chiều ngang là khoảng 19, chiều cao là khoảng 31 chưa, da bò nha mọi người, giá của nó là 350 ngàn đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. À, anh em xài là sợ hư là chỉ có nó hư dây kéo thôi, còn da này mình xài kỹ là không biết tới chừng nào nó mới hư luôn. Mã số 10 nha, 350 ngàn đã bao phí vận chuyển luôn, bao tử rất là đẹp nha. Tiếp theo mã số 11 nha mọi người, mã số 11 giá 400 đã bao phí vận chuyển luôn. Túi này thì nó mắc hơn cái túi bao tử 50 ngàn. Đó, giá 400. Chiều ngang là khoảng 18, 18,5 mọi người. Còn chiều cao thì khoảng 23. Nó cũng cùng hiệu với cái thằng túi bao tử á. Đây, đây có miếng da nè, về anh em đốt vô tư. Đó. Mấy túi này nó cũng có xử lý bên ngoài, nó phủ lớp bóng bóng mà mọi người, xử lý da phủ bóng để mình có thể là chống thấm nước. Da thật thì bên dưới nó sẽ may một lớp không phải là da nha, còn bên trên thì nó là da thật nè. Đó, nó phối làm để cho đẹp cho chắc chắn. Có một miếng độn ở đây để mình đựng điện thoại nè, còn mấy cái này là mấy cái đồ kéo này là bằng da không nè mọi người. Da một lớp da trên rồi ở dưới, nói chung là người ta công nghệ xử lý da của người ta sao đó, lớp da thì nó không thể nào dày vậy được, nó phải ép thêm một cái lớp phía dưới thì nó bảo vệ xử lý cái lớp da đó đó. Đây một ngăn này, đây ngăn phía sau này ngăn nè,
Rồi một ngăn lớn nè, ngăn lớn bên trong có ngăn nhỏ và một ngăn nhỏ có dây kéo, hai ngăn nhỏ nha. Và ngăn lớn túi này là dành cho anh em thích gọn nhẹ, mình đi đựng điện thoại rồi có thể đựng tiền đều được, rồi đựng lặt vặt, đựng đồ lặt vặt cá nhân. Có quai sách đây, rồi dây đeo đây. Đó, vừa có dây đeo mà vừa có cái đồ sách luôn nha mọi người. Này gọi là túi chéo, túi chéo thì nó không có mở được, nó không có mở ra được nha. Rồi này mã số 10-11 nha, giá 400 đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đây, hàng túi si thì nó ít mọi người, túi si thì nó ít mà túi si thì giá nó cao hơn túi mới. Đó, mà nó thứ con cái mà giờ nó lấy hàng nó hiếm nữa, nó ít, cho nên là mình xài hàng mới mọi người. Xài hàng mới thì nó cũng độ bền nó cũng cao mà giá nó rẻ. Rồi tiếp theo là hàng cá sấu nha, hàng cá sấu mã 12. Cá sấu thì đợt này nó còn là một mặt không nha mọi người, còn loại một mặt không mà không có hai mặt. Hai mặt về 10 bộ, tức là 10 dây nịt đó, với 10 10 bóp mà hai mặt. Thì có ông anh ông cũng ở gần đó, ông lại ông hút 10 bộ luôn rồi. Nhất 10 bộ về để anh tặng cho khách hàng của anh. Lấy 10 bộ lại trực tiếp lấy luôn. Bóp cá sấu một mặt đồng giá 400 nha mọi người, đồng giá 400 đã bao phí vận chuyển cho anh em hết. Đồng giá 400 ngàn đã bao phí vận chuyển, mã số 12 400 một mặt nha. À, cái này gù nè, này nó làm ngang mọi người, nó cắt ngang da liền nha. Gù này, con cá sấu này cá sấu lớn nè, gù rất là cứng luôn và to nữa. À, ở dưới đây là da nó liền với cái gù là này, da nách hay gì nó cắt ngang kiểu này, thì từ cái gù qua đây là chắc là cái nách rồi. Bên trong là da bò nha, bên ngoài da cá sấu, nó gọi là bóp một mặt á. Anh em mua cá sấu nó có nhiều nhiều thứ lắm, anh em so sánh giá thì anh em phải so cho kỹ. Nếu người ta chỗ nào bán rẻ hơn á, chỗ nào bán rẻ hơn thì anh em hỏi nè, coi chừng nó bán nè bóp một mặt à, rồi cộng dây nịt là dây nối, mà nó bán một combo là một triệu mấy đó, triệu mốt triệu hai á, dây nịt nối chứ không phải dây liền nha, và bóp là bóp một mặt. Thì anh em thấy chỗ nào mà bán rẻ hơn anh em hỏi cho kỹ, ví dụ mà bóp hai mặt mà liền da liền mà nó rẻ hơn hoặc là nó bằng giá thì anh em mua, mà bóp một mặt mà da liền, nói chung là nó cùng như vậy mà giá nó rẻ hơn thì anh em mua. Khi mua thì hỏi kỹ, mình bán là giá này là so sánh là nó ok rồi đó mọi người. Ở trên Facebook nó đăng rất là nhiều nhưng mà giá rất là cao nha. Đó, bên trong là da bò nha mọi người. Đây, da này có lỗ chân lông luôn đó. Này, cái da mỏng này là nó da cừu da gì đó, da cừu da bữa hôm nó da cừu với da gì mình quên rồi. Còn cái lớp này là lớp da bò nè, không biết phải da heo không. Da heo không biết ta có làm bóp không nữa. À, bên trong da bò, còn là da cá sấu, còn mấy cái lớp ở trong này là có thể là da bò hoặc là da cừu da gì đó. Cái bóp may đường chỉ rất là chắc chắn nha mọi người, đường chỉ rất là chắc chắn. Cũng có những dạng bóp ấy nữa mà nó dưới đây nó ép nè, mình thấy nó keo dính nó không có đẹp. Còn này ta may cái chỉ ở dưới luôn, cho nên là nhìn nó đẹp hơn nha, đẹp hơn, chắc chắn hơn. Tại vì mình đưa lên 10 cái, 10 cái không có cái nào giống cái nào hết trơn á, cho nên là đưa lên hết luôn cho anh em lựa, để nhiều khi đưa lên có một cái à, rồi cái anh em đặt cái dao cái nó khác, cái anh em không chịu nữa, cho nên đưa lên đó. Rồi mình cứ việc thích mẫu nào mình chọn mẫu đó, không bóp cái xấu là không có cái nào giống cái nào hết mọi người. 9,5 chiều dài khoảng 12, bóp thì nó kích thước nó tương tự hết nha. Rồi này là mã số 12 nha, giá 400 đã bao phí vận chuyển luôn. Mã số 13 thì nó tương tự, nó giống như mã số 12 luôn, nhưng mà nó cái gù nó bự hơn tí, gù nó to hơn nữa, là con cá sấu nó bự hơn nữa mọi người. Đây nó to hơn tí, đây nó có gai nè. À, cơ bản thì nó cũng giống giống như kia đó. Đó, đây nè, đây mã số 13 cũng 400 luôn, nói chung là đồng giá 400 hết nha mọi người.
quan trọng là anh em thích cái mẫu nào thôi. Mười bốn và mười lăm thì nó không có gù, không có gù nha. Cái này gai nó nằm ngang nè, đó, mặt dưới nè. Cái này nó cắt theo lằn đường ngang hông con cá sấu mà, chứ nó không cắt da xui. Nói chung con cá sấu người ta tận dụng lắm mọi người, người ta cắt một đường vậy đó, người ta may được một cộng dây nịt lưng, cộng dây nịt da bụng, rồi còn lại mấy cái da ấy người ta cắt theo kiểu gì đó để người ta may bóp may đồ. Nói chung tận dụng hết cái con cá sấu, may bóp may đồ xong rồi người ta may móc khóa, may dép nữa. Dép da cá sấu rất là đắt tiền cho nên là không có lấy về bán mà. Đồ nhẹ nhẹ 600-700 ngàn. Cái đế thì cũng đế cao su thường thôi. Quên cho anh em coi bên trong nè, bên trong lót vải nè, bên đây là da. Rồi đơn giản vậy thôi. Nó giá cũng đồng giá 400 nhiều người, đảm bảo phí vận chuyển luôn nha. Mình thích cái chỗ này, mình bán có cái là cái đường chỉ may á, nó may luôn ở dưới này, nó may luôn, có chỗ thì nó ép may luôn, cho nên là nhìn cái bóp nó đẹp hơn. Bên ngoài là thường là bóp cá sấu nè, nó xử lý màu á, rồi nó phun một lớp bóng lên trên nè. Lớp bóng lên trên có thể do đó nó có thể bị chày chóc chút đỉnh nha mọi người. Mấy cái màu mà nổi á thì nó hay, nó dễ tróc hơn là những màu tối. 14 cũng 400 luôn nha. Mã số 15 thì nó cũng giống y chang như vậy thôi, nhưng mà nó xui nè. Nó dây gai xui nè, làm gai xui tức là dọc theo con cá sấu nè, từ trên về xuống. Rồi, giá của nó cũng là 400 luôn nha mọi người, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đó. Chủ yếu cho anh em coi cái mẫu gai thôi. Mã 15 nha, cũng đồng giá 400 luôn. Hôm nay được lên hết luôn cho anh em lựa. Rồi, mã 16 cũng 400 luôn nha. Mã 16 là cái đen có gù nè. Không phải đen mà là nâu đen. Cũng màu nâu hết nha mọi người, không có cái nào màu đen hết. Dây kéo hoạt động bình thường nha. Đó, nó như thế này. Rồi 400 luôn. Mã số 17. Này là mã 16 nha, 16 400. Này mã 17, 17 cũng 400 luôn nha mọi người. Mở ra cho anh em xem. Đây. Kiểm tra cái dây kéo không đã. Rồi, hoạt động bình thường nha. Rồi, cũng 400 luôn, mã số 17 nha, 400 luôn, đã bao phí vận chuyển. Tiếp theo mã số 18. 18. Màu nâu hết nha mọi người, nhưng mà cái này nâu nó đen, còn kia là nâu đỏ. Đây, màu nâu nè. Dây kéo hoạt động bình thường. Ở trong này miếng da nó đóng cái mã số gì nè, 1025. Rồi 18, giá 400, đã bao phí vận chuyển luôn. Tiếp theo 19.
19 cũng vậy luôn. 400 luôn nha. Mã số 19. Đây cái này cái gai đuôi nè. Gai đuôi. Bên trong. Dây kéo. Rồi, bình thường. Nào mọi người nhìn kỹ nè, cái lớp da cá sấu là nó mỏng nè. Nó cong lên đây nè. Nó mỏng chứ không phải là nó dày bịch đâu. Đó. Lớp nó mỏng. Rồi người ta mới ép thêm một cái lớp ở dưới nữa. Làm di nịch được đó, ép rất nhiều lớp. Mã số 19 nha, 400 đã bao phí vận chuyển. Tiếp theo mã số 20. Cũng 400 luôn. Mã số 20 nha. 20 thì cái này cái gụ sao mà nó chỉ có hai cái giữa thôi. Còn mấy cái xung quanh nó mất tiêu rồi. Đó. Gù đi gù ít. Hai mươi cũng đồng giá luôn, 400. Mã số 21, mã số cuối cùng là do bụng. Anh em không thích gù, không thích gai thì nó là cái da bụng, chỉ có một cái thôi. Rồi, cũng 400 luôn nha. Bảo phí vận chuyển luôn. Dây kéo ngon lành. 400 luôn. Bảo phí vận chuyển luôn. Tiếp theo mã số 22. Mã số 22 là dây nịch. Giá 600, bao phí vận chuyển luôn. Dây nịch là nó chỉ có một màu thôi. Màu nâu cà phê. Màu nâu đen người ta, này người ta gọi là màu nâu cà phê nha mọi người. Dây nịch mà da cá sấu á là nó không có cái găng ở dưới này nha mọi người, nó không cái kéo nè, mình xỏ vô nó không có cái găng cưa dưới này để cho nó giữ lại nó trơn vậy nè. Còn anh em mua mà da cá sấu mà nó có cái đó là biết là đồ giả nha mọi người. Đây. Dây liền nha, dây liền. Dây liền ta gọi là 3 phân rưỡi, dây cá sấu 3 phân rưỡi, thứ này nè, 3 phân rưỡi nhưng mà nó làm da cá sấu là không bao giờ đúng 3 phân rưỡi nha mọi người. Nó là dây liền 3 phân rưỡi nhưng mà thường thường nó khoảng từ 3 phân 3, 3 phân 4 thôi. Này mình đo chính xác là khoảng như cái dây này nè, khoảng 3 phân 4 nè. Mà làm không đều. Có cái 3 phân 3, có cái 3 phân 4, ít có cái nào mà đủ 3 phân rưỡi lắm. À, đầu trên đây bằng da luôn nha. Có đợt thì nó làm có con cá sấu ở đây, có đợt thì nó làm cái nguyên cái miếng da cá sấu, không có cái con cá sấu trên này. Tùy đợt nha mọi người. Mình sử dụng thì vậy thôi, đơn giản thôi, mình xỏ vào. Xỏ vào là nó giữ lại nha mọi người. Nó không có bị sức ra. Đó. Kéo mạnh nó mới sức. Nhẹ nhẹ là không bao giờ sức, kéo mạnh rồi nó hư. Đó. Muốn mở ra thì kéo này là mở ra. Dây liền nha mọi người, trên gù nè. Bán thì một cái gù nó có 6 miếng thì có, ấy, người ta cắt ra làm hai nè, chia hai bên, có thể là nằm gù ở đây, có thể nằm gù bên trái, có thể bên phải nha. Cái đó thì giao lộn xộn vậy thì anh em thông cảm nha. Dây thì nó thường thường giống nhau hết, nó chỉ khác cái đó thôi. Và độ dài ngắn thì nó cũng trên lệch chút đỉnh, chứ không có dây nào mà nó giống dây nào và nó không có bằng nhau hết. Như dây này là dài khoảng 1m1 1m13 nè. Có thể có dây thì 1m14, có thể dây 1m15, có thể dây lên đến 1m2 nữa, tùy theo dây. À. Rồi có thể dây 1m1 chẳng không chừng. Rồi cái này thì nó rất là dễ. Ví dụ về nó dài thì anh em cắt bỏ bớt. Nhưng mà xài cái này thì đâu có sợ dài ngắn, đâu có lỗ gì đâu mà sợ dài ngắn. Chỉ sợ dài quá nó không đẹp thôi.
gù nè, rồi tới gai lưng nè, rồi tới gai đuôi nè, gai đuôi nè, để xuống khúc dưới của đuôi nè. Đó, phía dưới này là da bò. Giá 600 nha mọi người, dây liền giá 600. Có cái mấy cái dây nối nó rẻ hơn nhiều nha. Mà dây nối mình không có lấy. Tại chỗ này nó không có sản xuất dây nối. Nó nói dây nối nó không sản xuất. Tại dây nối mình xài lâu ngày nó sẽ bị hai cái khớp nối mọi người, lâu ngày nó sứt keo nó sẽ sứt ra, nó không có đẹp. Nó tróc lên mấy lần nối, có thể người ta nối 2 đoạn, 3 đoạn gì đó. Có thể là 1 dây, có thể là 3 đoạn. Bọn này là nó liền hết. Cho nên là mình không sợ nó bị đứt. Nó bị đứt rồi nó bong lên, mới không lấy keo dán lại nó xấu nữa. Mình dán đâu phải như người ta đâu. Đâu phải chuyên nghiệp dán đâu. Mình dán lại thì sẽ thấy keo thì nó xấu. Rồi 600 nha mọi người, đã bao phí vận chuyển luôn. Rồi một cái dây mã số 22 là 600. Ví dụ anh em mua cái dây, nhưng anh em mua thêm một cái mã bóp nào nữa. Ví dụ mã bóp này đi là nó là thành 1 triệu. Mà anh em mua 2 món thì nó sẽ là còn 950 nha mọi người. Tại vì nó bao phí vận chuyển, anh em mua 2 món thì nó trừ phí vận chuyển. Mà thường thường trừ phí vận chuyển ra có 30 rồi, nhưng mà giảm thêm cho anh em 20 nữa, tức là 50, là anh em mua một combo là nó thành 950. Và ngoài ra thì mua một combo sẽ được tặng cái móc khóa nha. Móc khóa thì không có nhiều. Móc khóa còn có 3 cái nha. Còn có 3 cái mọi người. Đó, anh em mua combo thì được tặng móc khóa và nó sẽ là 950 nha. 950.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mua combo thì được tặng móc khóa. Còn lẻ thì không có nha mọi người. Lẻ thì không có móc khóa nha. Đợt này nó có về nó cho mình một cái miếng da màu đen với miếng da màu nâu nè. Này gần sát với đuôi, chỗ này không có xài được nè mọi người. Ghê đuôi này, này bên hông nè. Không có xài được cho nên là ta cắt là tận dụng hết luôn. Mấy cái này là dụng bỏ nè mọi người. Đó, ngoài một lớp da cá sấu nè. Khi da này là nó xử lý rồi nè. Rồi nó có ép thêm một cái ở dưới này là cái gì nè mọi người. Đó. Ở đây cũng vậy nè. Nó ép thêm một cái lớp gì nữa nè. Lớp da trên nè. Ép thêm lớp gì ở dưới đây là giống như là vải vậy. Người ta công nghệ xử lý da của người ta là nó vậy đó. Này như này. Vải hay là da nguyên chất của nó vậy không biết, nó đưa cho mình nguyên miếng da vậy nè. Đã xử lý rồi nè. Khi nó may vô bóp cho mình á là nó có may về nịch á là nó ép thêm một lớp gì chính giữa đó rồi mới tới lớp da bò ở dưới. Này nó dính cứng lắm, không phải là không biết phải là da không hay là cái gì đó. Miếng da này cũng khá là dày. Rất là cứng. Rồi, để đốt thử cho anh em xem nha. Mình có đốt rồi nó như anh em không có cảm nhận được, nhưng mà nó không có cháy, nó giống như là mình nướng thịt vậy. Giống như đốt tóc. Giống như đốt tóc mà. Này như là da nguyên miếng nó là vậy luôn á. Mấy cái sớ sớ dưới đây là không biết kêu là cái gì mà. Kêu là cái gì? Anh em nào rành thì chỉ mình nha. Anh em nào rành thì chỉ nha. Này, giống như là thịt nướng vậy. Không có cháy. Còn cục nhiệt mà mình mua mà simili á, nó mình xài hư, cắt ra đốt nó cháy, nó hồi gình rồi. Còn này giống như là mùi tóc vậy. Không cháy mà. Da mình đốt lâu là nó sẽ cháy chứ không phải nó không cháy nha. Còn mình mới đốt là nó quéo. Nó không cháy nè, nhưng mình đốt lâu thì da mình cũng vậy, mình đốt hoài thì nó đương nhiên nó phải cháy, nhưng mà nó cháy không phải một kiểu mà nó cháy bùng lên. Nó cháy một lát nó tắt là thành than, là nó khét, lúc đó là thành than luôn đó. Còn mới là nó quéo nè. Mọi người nhìn kỹ nè. Mình da nè. Mình đốt nè. Đó, nó quéo quéo rồi. Chứ nó không có cháy nha. Đó, nám luôn rồi. Nám mình chà chà ra nó cũng hết nữa. Đó. Rồi.
để cho anh em thấy là nó là giá cá sấu thật, cho nên anh em cứ yên tâm mua. Quan trọng là giá tiền của nó có phù hợp với mình hay không ta. Rồi, hôm nay có tổng số là 22 món hàng. Thấy 22 món gì chứ tính ra nó không có bao nhiêu món hết mọi người. Tại vì bóp với nịt nó chiếm muốn hết phần nữa rồi. Thì anh em thấy món hàng nào phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm thì liên hệ đặt hàng qua số điện thoại là 0988 190303. Mình tận được ở An Giang. Anh em đặt hàng thì lưu ý là suy nghĩ kỹ, xem thật kỹ trước khi quyết định đặt hàng. Xem coi có phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình hay không, phù hợp với túi tiền của mình hay không, rồi hãy liên hệ đặt hàng. Xem kỹ rồi suy nghĩ kỹ, đừng có gấp đặt hàng nha mọi người. Anh em đặt hàng cái là mình gói liền, cho nên là anh em suy nghĩ kỹ rồi hãy đặt hàng. Anh em thay đổi ý kiến lúc đó mình gói rồi mở ra mở vô, nói chung là cái công gói nó cực lắm mọi người. Gói thì phải gói cho nó đàng hoàng, dán cho nó đẹp cho anh em. Cho nên là anh em suy nghĩ kỹ rồi mình đặt hàng nha. Suy nghĩ kỹ rồi mình hãy quyết định đặt hàng. Rồi, còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ha. Chúc anh em, cô chú, chị, các chị, các anh, các cô, các chú, các em được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Anh em mọi người mua xem hàng, xem clip mà thấy hay thì vui lòng nhấn like và chia sẻ. Nhấn nút like nha mọi người, biểu tượng like như thế này. Rồi chia sẻ video để nhiều người biết đến. Ngoài cái việc bán hàng thì mình cũng có chia sẻ một số cái kinh nghiệm trong cuộc sống của mọi người, chia sẻ kinh nghiệm với anh em để cuộc sống của mình nó thêm ý nghĩa và thêm kiến thức hơn nữa. Ví dụ anh em nào biết thì mình chia sẻ lại, nhắn tin bình luận chia sẻ lại thì mình vẫn sẵn sàng học hỏi và lắng nghe để rút kinh nghiệm. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Tạm biệt, hẹn gặp lại.